điện đó là mình xuất phát từ cổng chính trước tiên. Đây là chỗ mình đi ngang qua thoát trong số tiên xong tận cuối mình sẽ dừng tại khu nông trại số tiên farm. Cái đó gia đình bắt đầu đi chơi tự nhiên. Ở bên trái này qua là đền Hùng nha, bên trình tiêu biểu về lịch sử tại số tiên, đền thờ quốc tổ Hùng Vương. Dạ, ngay cổng thần tiên này xuống là có những cái hang động người tiền sử. Mình tham quan về cuộc sống người tiền sử được tái hiện lại ở dưới đây ạ. Cái cổng chính mà gia đình ta ở bên phải ở dưới cổng chính này thì có một cái cung điện, cung bà điện hồng. Và ở mình tham quan cung điện mà mình có thể mặc đồ công chúa, đồ hoàng tử chụp hình cung điện bên trong này. Bữa nay mình có diễn sân tinh không em? Dạ, sân tinh bữa nay không có, bữa nay đời chơi thôi. Sân tinh mình đang ngoài cuối tuần có chụp chụp đó. Còn có diễn hả? Dạ. Hôm qua thông tin thí sinh đại đúng chưa tiên rồi thông tin thí sinh này có từng với lại lễ tết trời ơi quay đi. Rất là đông ạ.